Xuân Lan, anh có lỗi với em. Vì anh, em quả thực đã hy sinh quá nhiều, nhưng anh lại không thể bảo vệ cho em. Xuân Lan, em nhất định phải tỉnh lại. Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội để thực hiện lời hứa. Xuân Lan, Xuân Lan. Cô ấy sao rồi? Vẫn còn ngủ sao? Hà Hà, cô ăn chút gì đi. Tôi không đói, cô đi ăn đi. Vậy có gì thì gọi tôi nha. Chị, Đình Diễn quay trở về rồi. Anh ấy vẫn chưa chết. Vì vậy chị nhất định cũng phải tỉnh lại. Hà Hà, em đi nghỉ đi, để anh. Ở đây có cháu, khi nào chị ấy tỉnh, anh cho chị ấy ăn nhé. Được, em cứ nghỉ đi. Mọi người mau đi xem, Xuân Lan tỉnh rồi. Tỉnh rồi hay sao? Tốt quá rồi, tỉnh lại thì tốt quá. Đi, đi mau, mau lên. Chị Xuân Lan, chị tỉnh rồi. Ngốc quá, đừng khóc. Không phải chị vẫn đang ngủ hay sao? Chị còn nói nữa, chị không biết chị chảy nhiều máu cỡ nào đâu. Bọn em có gọi thế nào chị cũng không chịu tỉnh. Bọn em sốt ruột chết mất. Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi. Đừng khóc nữa, tôi vẫn chưa chết mà. Đúng thế, đúng thế. Bây giờ Xuân Lan cần tịnh dưỡng. Ồn ào như vậy làm sao mà cô ấy nghỉ ngơi được? Đúng đó, khóc thế thôi, đừng khóc nữa. Không phải Xuân Lan tỉnh rồi hay sao? Còn khóc gì nữa? Mọi người đang vui quá nên xúc động, cô có hiểu hay không? Muốn xúc động thì cô ra ngoài mà xúc động. Diêu Nương nói rồi, bây giờ Xuân Lan cần yên tĩnh. Cô còn nói người khác nữa. Với cái miệng của cô thì còn hơn cả bọc phá tay ấy. Chị sao rồi? Không sao. Cho dù là bọc phá thì cũng hơn cô. Cả ngày chỉ biết khóc với lóc, còn nói người khác nữa hay sao? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hai người cứ cãi như vậy còn hơn cả bọc phá đổ đấy. Còn hơn cả mấy trăm con vịt cùng kêu đấy. Chị Xuân Lan phải nghỉ ngơi, phải tịnh dưỡng. Mọi người đang ở đây hay sao? Chỉ huy Hải, đây là thuốc quân y kê, nhớ cho Xuân Lan uống đó. Định Diễn, Giáo quan Hải, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Nhiệm vụ anh giao tôi đã hoàn thành. Cô làm rất tốt. Thật không ngờ người trước giờ cung cấp tin tức cho Xuân Lan lại là anh. Hà Hà, lát nữa anh sẽ nói kỹ với em. Giáo quan Hải, dù thế nào thì lần này cũng may mà có các anh, Xuân Lan mới được cứu kịp thời. Rất cảm ơn anh. Còn khách khí với tôi làm gì? Mọi người đã phá hủy kho đạn của quân Nhật, đã lập được công lớn. Bây giờ quân Nhật ở Trấn La Long đã bị tiêu diệt sạch rồi. Xuân Lan, cô cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Thật sao? Thật đó chị. Trấn La Long của chúng ta bây giờ không còn bóng dáng tên Nhật nào. Tốt quá rồi. Chứ sao nữa, không còn quân Nhật, chỉ còn mỗi tên lão tặc Hải Dũng thôi. Như vậy thì dễ đối phó rồi. Đình Diễn,
Xuân Lan, cô còn cần tình dưỡng thêm, tôi không phiền cô nữa. Giáo quan Hải, tôi xin lỗi, tôi không sao đâu. Hiển Nhi à, trước khi cô nói có thể nghĩ một chút được không? Cái gì cũng nói thế, tôi không cố ý mà, chỉ là tôi nghĩ gì nói đó thôi. Thật sự tôi đâu có cố ý đâu. Hà Hà, chị nói giúp em với giáo quan Hải nha. Không phải em cố ý đâu, chị bảo anh ấy đừng để bụng. Anh ấy sẽ không để bụng đâu, bởi vì Hải Dũng đã chết rồi. Việc này Hải Dũng chết thật rồi sao? Đúng vậy à? Khi Định Diễn dẫn bộ đội mai phục đội của Ono trên đường, thì Hải Dũng đã đỡ một viên đạn cho Định Diễn. Ngay cả Chu Lý Kim cũng ôm bom rồi tự sát với quân địch. Thi thể họ bây giờ vẫn chưa biết ở đâu. Thật không ngờ, đấu đá bao năm, ông ta lại chết như vậy. Cũng tốt, cũng coi như trước khi chết đã làm được một việc tốt. Đợi đến khi sang bên kia, Diêm Dương cũng có thể nhẹ tay với ông ta. Xuân Lan, bây giờ cô cần tịnh dưỡng, đừng nói những chuyện này nữa. Chúng ta nói gì đó vui vẻ đi. Đúng thế chị à, chúng ta hãy nói chuyện vui đi. Bây giờ chị phải nghỉ ngơi cho tốt. Để sức khỏe chị tốt lên thì sẽ làm tân nương. Có phải không anh Thiên Phóng? Anh chưa quên chuyện đã hứa với chị em chứ? Đương nhiên là anh không quên, vậy còn được, phải không? Chị à, bọn em không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa. Chị nghỉ ngơi cho tốt nha. Anh Thiên Phóng, chị em giao lại cho anh chăm sóc đó. Được, em yên tâm đi. Đi thôi, đi thôi, chúng em đi trước nhé. Đi nào. Xuân Lan, vết thương của em còn đau không? Không đau nữa rồi. Em có biết không, khi em bị hôn mê, anh đã vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể bảo vệ được em. Anh Tiên Phong, anh đừng nói như vậy. Anh xem, không phải bây giờ em vẫn ổn sao? Đúng, sau này chúng ta sẽ ổn cả. Xuân Lan, lần này quân giật đã đi rồi, anh sẽ không đi nữa đâu. Anh sẽ ở lại chăm sóc cho em. Vì vậy đây đều là kế hoạch mà anh và sư trưởng đề ra. Xin lỗi em, vẫn chưa kịp nói với em. Không sao đâu. Còn nữa, ban nãy những gì Hiển Nhi nói anh đừng để bụng nha. Không đâu, em yên tâm đi. Nhưng em không trách anh chứ? Trách anh chuyện gì? Trách anh khi đó không nói cho em biết toàn bộ kế hoạch. Chủ yếu là vì tính cách nóng nảy của em, sợ em không bình tĩnh được, ngược lại làm hỏng việc. Em sẽ không trách anh chứ? Chỉ cần bây giờ anh còn sống thì không có gì cả. Em biết bây giờ tâm trạng của anh rất phức tạp. Một mặt anh đã báo được thù cho những huynh đệ đã mất, anh nên vui mới phải. Nhưng mặt khác, Trưởng Trấn Hải lại chết thảm vì cứu anh. Việc này với anh hẳn là một đả kích vô cùng lớn. Định Diễn, anh không cần phải giấu em, bởi vì em là người thân nhất của anh, vợ của anh, người nhà của anh. Còn có ai hiểu anh hơn em nữa? Định Diễn, đừng nói gì cả. Cứ để anh ôm em thế này đi. Một lát là ổn. Cảm ơn em đã hiểu anh.
Vậy bây giờ đến được anh hiểu em chứ? Chuyện gì vậy? Bây giờ Xuân Lan đang bị thương, hai chị em khó khăn lắm mới làm quà. Vì thế bây giờ các em rất muốn ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Có điều chị em và anh Thiên Phóng sắp thành thân rồi. Anh Thiên Phóng lại là người của Cộng sản. Vậy cho dù là người của Quốc Dân Đảng hay là Đảng Cộng sản, đầu tiên mọi người là một gia đình, đây mới là vấn đề quan trọng, không phải hay sao? Anh sẽ ở trong trấn, có chuyện gì đến tìm anh nha. Anh còn phải xử lý hậu sự cho cha anh. Có cần em đi cùng với anh không? Không cần đâu. Hai cha con anh có biết bao ân oán. Bây giờ đến lúc anh một mình đối mặt với tất cả rồi. Bao giờ xong qua trại đi, hãy chăm sóc cho Xuân Lan. Vâng. Được. Đi nào.